Ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân trên hai tàu cá bị chìm tại khu vực đảo Sông Tử Tây. Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, vào khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 10, tàu QNA-90927TS bị sóng đánh chìm tại khu vực cách Tây Bắc đảo Sông Tử Tây khoảng 135 hải lý. 37 ngư dân đã được tàu QNA-91782TS cứu vớt. Hiện còn một ngư dân đang mất tích. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tàu QNA-90129TS bị chìm do lốc xoáy tại khu vực cách đông bắc đảo Sông Tử Tây khoảng 120 hải lý. 40 ngư dân đã được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn. Hiện còn 14 ngư dân đang mất tích. Để khẩn trương, kịp thời tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các ngư dân trên hai tàu cá trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khu vực miền Trung tập trung triển khai các nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, khẩn trương triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm cứu nạn các ngư dân mất tích.